Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món cá nục rim thịt heo ba chỉ với các cái nguyên liệu thông dụng là mình có được một cái món ngon từ cá. Đổi bữa cho gia đình rất là hấp dẫn. Thịt cá mình rim săn chắc, thấm vị đậm đà, ăn với cơm nóng, kết hợp với tóp mỡ giòn, thơm cùng thịt heo ba chỉ béo, mềm, thấm vị cay cay của tiêu, ớt. Rất là tuyệt luôn. Rồi, hay bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Đây là những nguyên liệu chính của mình nè. Cá nục tươi loại vừa cỡ 2 ngón tay, có là nửa ký. Mỡ heo mình chuẩn bị khoảng chừng 150g. Thịt heo ba chỉ 300g. Tất cả mình cũng đã ngâm muối rửa sạch sẽ rồi để ráo đút rồi đó. Hành tím 2 củ lớn khoảng chừng 35g. Có 5 góc hành lá mà mình cần khoảng chừng 40g. Ít tép tỏi nè, thêm vài cái ớt cay nè, dừa tươi một cái để lát nữa mình nấu cho nó được ngọt ngon. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Đầu tiên mình lấy con cá nục ra, cho qua cái thau lớn nè. Cho vô đây là muối một muỗng canh đầy, rồi xả nước xăm xắp. Sau đó mình bóp rửa cho nó sạch nè. Ở cá này thì người bán ở ngoài chợ cũng đã cắt mang mua được cho mình rồi. Về mình chỉ cần bóp muối như vậy. Sau đó dùng cái đuôi muỗng nè. Đó, mình cậy như vậy để loại bỏ những cái mạch máu còn sót lại ở phía bên trong của ruột cá, để cho nó ra hết. Mình muốn giữ cái bụng như vậy để lát mình kho cho được hấp dẫn. Nấu được thì mình có thể mình cắt ra mình làm cũng được nha. Đó, bỏ những cái cặn dơ phía bên trong này nè. Rồi tiếp tục cái xả với vừa nước, vừa rửa vừa cậy như vậy nữa nè. Mình cứ rửa sao mà thấy trong nước là được nha. Đó, như vậy là mình đã rửa cá xong rồi. Bây giờ mình lấy cái cối cho vô đây là góc hành mình cắt nhỏ khoảng 2 góc. Hành tím cắt nhỏ cho vô cối luôn. Tỏi cho hết vô luôn. Rồi giã nhuyễn. Sau đó mình sẽ múc ra khoảng chừng 2 cái muỗng canh lớn như vậy nè. Cho qua cái chén nhỏ. Mình để riêng lát nữa mình nấu sau nha. Còn lại nhiều cho qua cá để mình ướp nè. Cho hết luôn, hỗn hợp hành tỏi và góc hành lá. Rồi nêm vô một muỗng canh nước mắm. Muối nửa muỗng cà phê nè. Đường một muỗng cà phê đầy. Tiêu nửa muỗng cà phê cho thơm. Rồi, cái mình sẽ trộn đều lên để cho cá áo đều cái lớp gia vị để cho được thơm thấm. Sau đó mình canh thời gian ướp là khoảng chừng 15 phút nha. Bây giờ mà lấy mỡ ra, đem cắt dày khoảng chừng 1cm nè. Thịt ba chỉ này cũng đem cắt dày khoảng chừng 1cm. Đó, mình cắt cái miếng dài dài như vậy. Rồi cái lát nữa mình đem đi cắt mỏng lại nữa. Cắt dày 1cm luôn. Đó, mình cắt lớn lớn như vậy để khi mình kho cho nó được thấm ngon hấp dẫn hơn. Hành lá còn lại nhiều đem đập dập cái đoạn gốc nè. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ hết luôn. Ớt lấy ra ba trái, cắt nhỏ nè. Để lát nữa mình nấu mình nêm vô cho nó được cay ngon. Bây giờ mình sẽ thắng tóp mỡ nha. Chọn cái mỡ heo lúc nãy mình cắt nhỏ rồi nè. Rồi muối 1/3 muỗng cà phê. Nước khoảng chừng một cái chén nhỏ. Sau đó mình bật lửa vừa. Đó, đảo liên tục để cho muối tan thấm trong cái miếng thịt. Đó, sau thời gian mình đảo nước đã cạn hết nè. Mỡ bắt đầu chảy ra. Cứ đảo liên tục luôn nha các bạn. Đó, mỡ cũng đã ra hết rồi. Bây giờ cái da cũng đã có cái độ phồng giòn thơm hấp dẫn rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp rồi cho hành tỏi vô nha. Mình cho vô là một muỗng canh trước nè. Rồi cái đảo đều lên để cho hành tỏi vàng nó ra cái mùi hương thơm thấm vô cái tóp mỡ cho được hấp dẫn hơn. Đó, mình cứ đảo như vậy là hành tỏi cũng đã vàng được rồi đó các bạn. Cho qua cái đây lọc để riêng nè.
Rồi cái chảo mình để nguyên luôn, cho cái thịt ba chỉ vô, bật lửa vừa, cái đảo đều. Mình làm như vậy để cho thịt nó xoan lại, nó ra cái mỡ, nó hơi cháy cạnh một chút, lát nữa khi mình kho cho được ngon nè. Đó, nó đã lên cái màu vàng và cháy cạnh xoan lại rồi đó, mỡ cũng đã ra được rồi. Bây giờ mình tắt bếp và lấy ra nha. Mình cho thịt ba chỉ qua cái nồi khác để mình nấu nè. Nói hôm nay mình chọn cái nồi đất để mình nấu cho nó được ngon, hấp dẫn hơn. Tiếp đến mình bắt cái chảo khác lên, cho cái mỡ heo vô khoảng chừng 3 muỗng canh, cho cá vô chiên nè. Thì cá này mình đã ướp được khoảng 15 phút rồi, cũng đã thấm vị rồi đó các bạn. Cái mình để lửa vừa thôi, mình chiên cho nó hơi cháy cạnh, nó xoăn nó vàng nhẹ là được. Đó, nó vừa vàng như vậy là mình trở, tiếp tục mình chiên mặt bên kia. À, sau cái thời gian mình chiên được vài phút á, hai mặt cũng đã vàng đều lên cái mùi thơm rất là hấp dẫn rồi đó. Mình chiên như vậy là được, không cần phải vàng cháy quá nha. Mục đích là để cho nó lên cái hương thơm, cá khỏi bị tanh là được. Rồi gấp qua cho lên cái nồi đất luôn nè. À, mình xếp đều như vậy để kho cho nó được đẹp nè. Để lát nữa mình trình bày luôn. Cho vô góc hành, lúc nãy mình đã cắt để riêng khoảng chừng 3 góc. Thêm mà ớt cắt lát cho cay nè. Rồi cái bây giờ mình sẽ bắt chảo lên, cho vô đây 2 muỗng canh đường trắng, bật lửa vừa thôi. Cái mình sẽ làm cái nước màu đó, khuấy đều. Bây giờ mình thấy nè, đã nổi bọt chuyển sang cái màu nâu cánh gián như vậy là được rồi. Cho cái mỡ heo vô khoảng chừng 2 muỗng canh, cho cái hỗn hợp hành tỏi giã nhuyễn nè, 1 muỗng canh đầy. Rồi cái bật lửa vừa thôi, cái mình sẽ phi thơm lên. Đó, bây giờ cái hỗn hợp đã lên cái mùi thơm rất là hấp dẫn và cái nước màu ra như vậy là được rồi. Rồi cái mình sẽ lấy cái nước dừa cho vô nè, khoảng một cái tô đầy luôn nè. Đó, mình cho hết một cái luôn các bạn. Rồi nêm vô dầu hào 1 muỗng canh đầy, tương ớt 2 muỗng canh nè, để cho có cái độ thơm với lại có cái màu đẹp nữa. Hạt nêm 1 muỗng canh, muối nửa muỗng cà phê, bột ngọt nửa muỗng cà phê. Rồi mình chỉ cần nêm nước sốt kho đơn giản như vậy, để lát nữa rồi mình còn canh chỉnh nữa, bởi vì mình nêm nữa thì sợ nó bị mặn, lúc đó mình chỉnh nó khó. Cái hỗn hợp nước đã sôi tan gia vị rồi, mình sẽ cho hết qua trong cái nồi đất luôn nè. Đã, bây giờ là cái nước đó, nó hơi xâm xấp với cái mặt của cá như vậy là được nè các bạn. Mình sẽ bắt bếp lên nấu sôi rồi kho rim cho cạn nước xuống nữa là được nha. Nước vừa sôi nè, có bọt rất nhiều, cái mình sẽ hớt bỏ hết luôn. Đó, cứ vừa nấu vừa hớt cho nó được sạch, được trong nước. Rồi canh lửa riu riu, cái mình để đó, mình nấu không cần phải để nắp, là thịt mềm nè, cá thấm nữa là được nha các bạn. Đó, cái nồi thịt cá mình đã rim được khoảng chừng hơn nửa tiếng. Bây giờ nước đã cạn xuống, thơm lắm các bạn. Mình sẽ nếm lại thử vừa chưa nha. Để mình nêm thêm nước mắm này khoảng chừng 1 muỗng canh rưỡi nữa, vì mình thấy nó chưa có đậm đà mấy. Rồi lắc nhẹ như vậy để cho nước mắm hòa tan đều. Đó, cái nồi cá mình đã rim với thịt ba chỉ cũng đã xong, nêm nếm đậm đà vừa ăn, thịt đã mềm rồi nè, cá cũng đã thấm vị săn chắc, thơm lắm rồi đó các bạn. Còn cái nước sốt mà để chưa lần ít, lát nữa mình chan lên ăn với cơm hoặc là chấm rau cho nó ngon nha. Cho thêm ớt vô cho nó hấp dẫn nè, hành lá nữa, thêm chút xíu tiêu lên cho thơm, nó tấp mỡ nữa nè, để tăng cái độ hấp dẫn của cái món ăn lên. Như vậy là món cá nục rim thịt ba chỉ đã xong. Bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Để mình lấy lên rồi ăn thử coi sao nè. Thêm chút xíu tóp mỡ thịt ba chỉ nữa, nó mình múc lên mà cảm giác nó thơm hấp dẫn lắm các bạn. Mình bẻ con cá ra nè. Đó, thịt có cái độ dai nè, hơi cứng, xoăn.
Xin mời các bạn nha. Món này mình ăn nóng nóng á, với cơm ngon lắm luôn các bạn. Cái thịt cá thấm vị, có cái độ săn chắc, ngon ngọt. Nêm nếm thì vừa ăn, có độ cay nhẹ của tiêu ớt. Thêm thịt ba chỉ mềm béo. Mình sẽ ăn kèm với lại rau bún luộc nè, hoặc là bầu luộc, hoặc là loại rau nào mình thích cũng được luôn nha. Đơn giản, rồi thêm cơm nóng nữa, kết hợp lại ăn rất là ngon luôn. Video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh, rồi chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Bây giờ mình xin chào, tạm biệt các bạn nha.